giỏi quá, bé giỏi quá nè. Một tháng rưỡi sau khi chào đời, em bé này mới được gặp mẹ lần đầu tiên. Bữa giờ thì con thấy mặt em, bữa nay là ba đi, con của con về rồi. Đi. Ngày 12 tháng 8 năm 2021, bé Nguyễn Phúc Nhật Vi chào đời. Chẳng ai ngờ rằng tiếng khóc chào đời của em cũng là tiếng khóc chia tay ba mẹ vì Covid-19. Bây giờ là ba mẹ nó không còn. Cái điểm mà nương tựa đó hiện tại bây giờ là chỉ nương tựa vào ông bà ngoại thôi. Ở tuổi trên dưới 60, vợ chồng ông Hùng lại bắt đầu hành trình làm cha, làm mẹ. Vốn là một lái xe taxi, nhưng vì mắc bệnh tim, ông Hùng phải nghỉ việc đã 2 năm nay. Bà ngoại làm nhân viên dọn vệ sinh với mức lương hơn 3 triệu một tháng, nay cũng phải tạm nghỉ để chăm lo cho em bé. Ơi, bé ở ngoài tinh no, không biết mình có lo cho nó đầy đủ không? Sợ nó đói á, đặt cho nó tên no, cho nó no đủ á. Nhiều khi thấy đứa nào nó cũng biết mẹ nó hết. Còn có mỗi con này nó không biết. Trong căn phòng trọ chưa đầy 8 mét vuông, thứ gì cũng thiếu, trừ tiếng cười của con trẻ. Cho em cho bà nhé. Chứ ai nuôi nó cho được. Rồi, cho em ở với con, em ở với con. Có người ở nước ngoài, người ta xin, người ta biểu cho người ta nuôi đi. Xong rồi nhà quyết định là để nuôi luôn, tội nghiệp nó. Còn đây là chị hai và chị ba. Sau giờ học, hai chị em về nhà rồi cùng ông ngoại và em trai đi thăm mẹ. Mẹ đâu? Ở thăm biển. Ủa đâu có, mẹ đâu? Thăm mẹ, mẹ mai mẹ về luôn. Không mẹ. Giờ mặt mẹ cái đi. Con có nhớ mẹ không? Dạ có. Con thương mẹ không? Thương nhiều. Lâu lâu qua thăm mẹ không có khóc. Thì giờ ở đây ở với ông bà ngoại nha. Ông bà giống như là cha mẹ, để cho các cháu nó có một cái gọi là cái niềm tin, rồi các cháu nó mới vượt qua được cái mặc cảm của các cháu. Mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng trên đôi vai ông bà, ngân hàng VB Bank quyết định sẽ đồng hành cùng các em vẽ tương lai bằng học tập. Đây có quà nha. Với phần quà là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, ông bà ngoại sẽ có thêm chỗ dựa vững chắc, nâng bước các cháu đến với tương lai. Rất là chân thành cảm ơn là tấm lòng vàng của ngân hàng. Ông bà ngoại sẽ cố gắng lo cho cháu tới nơi tới chốn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, có đói có nghèo cũng phải giữ cháu để nuôi. Khó khăn trước mắt rồi sẽ qua, mong với sự đồng hành của cộng đồng thì bé No cùng ông bà anh chị sẽ có một ngày mai tươi sáng.